Rồi, xin chào các bạn, thì cái này mình đang làm một cái quà tiết kiệm với đường hạn Promoter và nó hỗ trợ rất nhiều những cái công nghệ ASUS khác với đường hạn ASUS hoặc là Quadshop hoặc là Enterprise hoặc website. Thì tên hãng nó là MasterAir M6 MB. Thì mình thấy là cái tiết kiệm này nó thiết kế nó cũng hầm hố và nó cũng tương tự một số những cái tiết kiệm khác, nhưng mà ngày hôm nay mình muốn trên đây cho bạn xem một cái quà tiết kiệm nó hấp dẫn hơn và nó lạ hơn. Thì đây là cái hộp của quà tiết kiệm có tên là MasterAir M100 MB. Thì cái tiết kiệm này mình thấy là có là nó như một cái đĩa bay để nó dễ thương hơn và nó gọn gàng hơn. Thì bên trên mình sẽ có là một cái quạt thể hiện và nó sẽ có tổng cộng là 9 cánh. Thì khác những cái quạt trước á, thì quạt này khi bạn vận động á, nó sẽ đẩy luồng gió từ bên ngoài đi vào xuống đây, và bên trong cái lỗ này á, nó sẽ là một cái lỗ đồng rất là to bằng thế này, và cái luồng gió đi ra nó sẽ tản ra là 360 độ. Như vậy thì nó sẽ không chỉ giúp làm mát cho cái con CPU và nó còn tản nhiệt thêm những cái lượng khác như là có gạt đồ họa nè và có những cái RAM hoặc là SSD đó, nó tản đều hết luôn trong cái phần mainboard. Như vậy thì nó sẽ giúp cho cái máy quạt nó sẽ mát mẻ hơn nhiều. Em thấy là cái này nó rất là gọn và nó đang trên mặt dưới của nó, và đồng thời thì nó cũng sẽ có luôn cái công nghệ là nét ASUS, và nó cũng hỗ trợ nhiều cái hãng khác nhau tới từ công nghệ ASUS, như là chúng ta có ASUS Aura nè, Aerox ASUS Lab nè, hoặc là chúng ta có Yabai hoặc là M-Style, có nhiều thứ trong đây. Thì mình sẽ có cái phần đèn điều khiển, thì bạn có thể nhấn vào đây để mà tinh chỉnh một số những cái hướng đèn, như là mình sẽ có chỉ đèn ở đây chị có xem cái phần đèn đó như thế này, thì chỉ có một số hướng khác nhau đó, chỉnh là độ sáng nè, còn hướng đèn đó đấy. Thì em thấy là cái tăng chỉnh này nó rất là lạ và nó dễ thương từ cái lá đồng cái gì đó. Hiện tại là Promoter chưa có bán cái tăng chỉnh này và mình mong chờ giá để xem coi là những cái quan nhiệt tinh hạ là MasterAir cho bọn này nó sẽ hấp dẫn thế nào. Ok, thì đó là phần trên tên nhanh của mình về cái quan nhiệt MasterAir rồi cái mở cái hãng Promoter rồi xin chào các bạn.